đây là khâu chuẩn bị mồi. Và hôm nay là một uh, buổi bắt đầu đi uh, đánh cua. đánh cua rất chi là dễ các bác ạ. đấy, mình uh, bột mồi luôn vào đây. cái mồi bằng cá tươi thế này siêu hiệu quả luôn. với những chiếc uh, lồng bẫy cua. Uh, các bác nhà mình trong mùa nước này thì chọn mẫu lồng nào để bẫy cua? em sẽ chọn cái lồng uh, bẫy cua ngang có lồng một quy và lồng hai quy và cũng chia sẻ đối với các bác nhà mình mà đang tham khảo những cái mẫu lồng đi đánh thì cái về cái phần mồi ấy, thì mình buộc con cá vào đây Đấy. mình buộc con cá vào đây nhá Đấy, và em sẽ tiến hành đi đặt cua chuẩn bị một đội ủng rồi các bác này. đấy và em đang chuẩn bị rất chi là nhiều tất cả những cái mẫu lồng này để đi đánh cua nhé các bác các anh nhà mình thì mình cứ sử dụng quen mẫu nào thì mình sử dụng mẫu đấy thôi đấy cái lồng cài cua này thì cứ tùy từng vùng nước ví dụ nhất là các bác nhà mình mà đánh ở vùng nước màu ấy. hoặc là các bác các anh nhà mình thì cái lồng này đi đánh cả ghẹ biển nhá. đánh ghẹ biển đánh uh, cua đồng đều được hết thì uh, cái này mình đặt đặt uh, hỏi hỏ, hỏ, nghiêng nghiêng một tí ngụy trang nó lại ít cỏ lên đấy cái này rất chi là dễ nha cái này mình uh, ngụy trang làm sao ui rồi thật sự là mai sẽ được một bữa cua bây giờ nó đây đấy Động bắt không đã được cua rồi này. ngày mai thì em sẽ con này uh... Uh, bắt được luôn này, thả luôn vào cái lồng này làm mồi luôn nhé các bác anh nhé. Đấy, thả luôn rồi đây. Thả luôn rồi đây để làm mồi. Đấy. Thế này trong lồng của ta đã được một một con cua rồi. Mới uh, chiến thuật đầu tiên mà đi bắt lại được một con cua nhỉ, nó làm đâu rồi nhỉ? Đây. Đây. Được một con rồi. <laughs> con này là em bắt vào nhá. Còn cái này thì kết quả của buổi sáng mai. Để cho các bác nhà mình xem, em đã đặt ở đây. Cái mồi này thì đơn giản lắm Cái đánh cua này là dễ nhất Vùng này hôm qua em đi đặt lươn rồi nhá Hôm qua đi đặt lươn rồi Cũng đặt được khá là nhiều ấy. Mình chỉ cần vị trang là cỏ lên đây thôi Chỗ này Đến chắc ngày mai là sẽ Bội thu ấy Cái này mình hơi đặt hở một chút nhá Đặt hơi hở Hơi hở một chút thôi đấy mình bị tra mình sợ mất thì mình che kín như thế này, đấy và à, anh bạn quay đứng xa ra kia để quay về những mẫu lồng. đấy thì à, với cái lồng này thì đây là kích thước lồng to này các anh em này. trong cái bùa con nước này thì em đang à, sử dụng đi đánh ví dụ như các bác anh mà đi đánh biển ấy thì mình sử dụng những cái mẫu này. còn à, mình mà đi đánh đánh hồ đánh đầm thì các bác nhà mình sử dụng cái mẫu lồng một khuy. Đấy, cái này thì nó thật với các bác anh em chỉ có mấy chục thôi. Nhưng mà sử dụng bền lắm, bền được nhiều năm luôn. Cái uh, mắt này thì uh, chia sẻ đối với các bác anh đi đánh cua nhé. Cái lồng to hai khuy này thì nó sẽ có hai loại mắt, một mắt là hai phân rưỡi, còn cái mắt này là mắt một phân rưỡi này. Thì cứ tùy thuộc theo là mình sử dụng trong vùng nào mình thích cái nào thì mình uh, đánh vào cái đấy thôi. Đấy, cái này là mắt uh, mắt một là một, một phân rưỡi nhá mà với các bác anh nhà mình mà chưa chơi bao giờ ấy, thì em chia sẻ với các bác anh đầu tiên mình chọn là mình phải chọn cái lồng khung thật cứng này. Không thật cứng, lưới thật to. Đấy, bởi vì cua nó hay cắp mà. Đối với các bác anh mà đi đánh ghẹ biển thì em cung cấp rất nhiều thì thường là các bác anh lấy một cái lồng to này. Đấy và nếu như tìm đúng một cái đại lý mà giao sỉ thì giá của nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, mình sử dụng nhiều năm. Nhưng mà em mà đi đánh hồ đánh đầm thì em chỉ sử dụng cái nhỏ này thôi nhá các bác anh nhé đấy thì uh, mồi mồi mình vừa chuẩn bị để đâu hết rồi nhỉ? đấy tét thử một cái này thôi. còn về uh, lồng lò xo nhá, lồng lò xo uh, đưa cho cái lồng đồng um, lồng đồng um, lò xo nhỏ và cả một cái lồng uh, một cái lồng ô nữa lồng ô. Còn một cái giải pháp nữa để anh em nhà mình đi đánh cua nhá. đấy chia sẻ tới các bác, anh em này. Mình đi lòng cua thì mình có thể sử dụng cả cái lòng uh, lò xo này Đây là kích thước nhỏ nhất để anh em nhà mình đi đánh cua Đấy, Cái lòng này thì mắt của nó là mắt một phân rưỡi Và đây là lồng hai hom Cái này thì đa năng mình sẽ có thể đánh cả cá nữa Đánh ếch đều được Hai hoam nó vào đây thì nó sẽ ở trong này luôn nhé Không có nào có thể có lối ra được nữa Thì uh, với cái uh, lồng uh, này ấy thì mình uh, cách sử dụng của mình thì rất là dễ thôi Đấy em sẽ chia sẻ với các bác anh nếu như đặt lồng lò xo đây là cái bé mình đặt cua thì mình chỉ đặt là rẻ thế thôi. Mình đặt là rẻ. Dạ. Mình vẫn phải cho là hở một chút lên như này nha các bác anh em nhé Đấy, mình vẫn cho hở một chút lên này. Sau đó mình bị trang và đó là cỏ. Còn đối với các bác anh em mà đi đánh cá, đánh cá ở đường mương nước này. Đây, okay, thì mình sử dụng cái lò xo lớn này. Cái lò xo lớn này nhá thì nó cũng sẽ có hai đầu. Đấy, cá lóc nhất là các bác anh trong miền Nam là sử dụng hay sử dụng đánh cá lóc cái này đánh cá lóc cái này thì mình sẽ đặt như thế này một cái đường mương nước đây đấy một cái đường mương nước như thế này thì mình sẽ đặt uh, mình sẽ đặt ở đây nhé đây ạ à. lại nhìn đâu một con cua nữa rồi. mới là đâu nhỉ mình sẽ đặt ở đúng đường này thì cái đường này thì ví dụ như cái này thì nó hơi cao cái này là hơi cao nhé thì mình cho thấp hơn một tí mình be hai đầu này vào sau đó ngụy trang cỏ lên thì mình sử dụng cái lồng lò xo to này Đấy cái này kích thước của nó là 40 80. Cũng chỉ mấy chục ngàn thôi. Đấy thì đánh cái này thì mình sẽ hứng như này thì mình sẽ được cả cua, cả cá lóc và được cả ếch. Đấy, đây là cái cái lồng lò xo cỡ to nhé Đấy còn cái nhỏ nhỏ này mình đánh cá rô đồng này, mình đánh cá rô đồng. Mình đánh rô lồng một cái này rất chi là hiệu quả luôn. Đấy, chia sẻ với các bác anh em. Thì ngoài mẫu lồng này ra thì nếu như trong cái vùng ao của bác anh mà có ba ba thì mình sử dụng đánh ba ba nhé đây là lồng 33 ba này, ba lồng 33. Ba ba. Cái lồng 33 ba ba này đây là cái lồng 33 ba ba loại to. Đấy. Nếu là mình mà đứng mình phải đứng dịch ra bên kia, ngoài kia. Đấy, lồng này là lồng 33 ba ba nhé Thì lồng 33 ba ba này thì như các bác anh em nhìn thấy thì với cái bề mặt của nó là bề mặt là 50 cm. 50 cm, miệng 20. Thì lồng 33 ba ba này mình sẽ đánh được con 33 ba ba là 2 kg. Đấy, đây là cái lồng to. Thì sẽ có một cái kích thước to và một kích thước nhỡ cái này thì rất phù hợp mà mình sẽ ngắm ở những cái vùng hồ là mà có ba ba đấy thì mình sẽ sử dụng cái mẫu lồng này nhá đây đấy còn về anh em nhà mình mà đang quan tâm tới cái lồng uh, ô này thì đây là mẫu lồng ô đánh tôm cái này có 40.000 đồng một cái thôi đấy 40.000 đồng một cái nhưng mà các bác các anh nhà mình sẽ sử dụng đánh tôm thì hiệu quả số 1 luôn cái này uh, nó có đáy như này nhá mình cho mồi vào đây mình cho mồi vào đây sau đó là mình uh, thả xuống ao hồ cho mồi của nó là mồi cám giang với lại uh, uh, những cái mồi như ngày xưa mình hay đi đánh tôm truyền thống ấy thì mình sử dụng cái đấy thì uh, em cũng vừa mới đặt lồng lưới nhá những cái mẫu lồng này rẻ lắm 40.000 đồng cho một cái thôi nhưng mà sử dụng nhiều năm mãi em chả hỏng thì uh, một chút nữa là em uh, sẽ bắt đầu chi tiết là sẽ đi uh, ngụy trang ngụy trang cỏ lên để uh, Uh, giờ ngày mai sẽ thu hoạch cua nhé Cái này thì sáng mai em đi sớm lắm nhiều lúc là cũng không 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 quay được bởi vì đi thu sớm để uh, còn phải đi chợ sớm bán cua. Đấy thì uh, với các bác anh em mà đang tham khảo tới những cái mẫu lồng này đấy có thể liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại trên màn hình video. Đấy đại lý uh, những cái này thì em sẽ đặt số của đại lý lên để cho các bác anh được tham khảo với những cái mẫu lồng đánh tôm, cá, cua đấy nhá ấy thì bác nào mà đang quan tâm và đang muốn xem thật nhiều loại thì uh, uh, nhớ cho em xin một like nhé, một tim và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác anh tất cả những cái mẫu lồng hiệu quả nhất luôn, đấy, dễ sử dụng lắm nhá, đấy. hẹn các bác anh uh, video ngày mai nhé, em sẽ lên uh, cho các bác anh xem nhiều sản phẩm lồng cua, lồng tôm, uh, những mẫu lồng phải gọi là phải chất lượng thì uh, các bác anh em mới lên mua nhá cái như cái lồng này lồng hai khuy cứng này tất cả những cái lồng này bao là lồng thép cứng và lưới to và đây là cái lưới của đại lý em để số điện thoại đấy cái lưới này là lưới to một cái dòng lưới để cho các bác mình đi đánh biển đánh ngọt đánh nước ngọt đánh uh, ao hồ hoặc là đánh những cái vùng mà trung bình mình đánh cua nước ngọt đấy ạ cảm ơn các bác anh em đã theo dõi video nhá nhớ đăng ký kênh em thảo để theo dõi được thật nhiều cảm ơn các bác anh em nhiều nhá